Wow, nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Wow, xe nó đâm một cái mà bức tường sập rồi. Nó đang mổ cái quả gì đấy? Ôi, nó mổ thủng hết cả cái quả bưởi lên rồi này. Ôi, con vịt này hư chưa? Nó mổ đây. Ôi, các bạn ơi, đây. Ôi, có cái gì ở trong ấy? Này, con vịt nó đang mổ một con gì ở trong này các bạn ơi. Wow, mình phát hiện ra đây rồi này. Ôi, nó vẫn mổ tiếp này các bạn ơi. Để mình phải lấy cái quả này ra thôi. Ôi, nào từ từ để mình lấy ra xem nào. Ôi, các bạn ơi, nó còn mổ vào cả tay mình kìa. Wow, tớ biết rồi, có cái chân đây này các bạn ơi. Ôi, đứng yên, đứng yên. Đây, có con gì ấy? Sao lại chân tay dài nghều này này, kinh chưa? Eo ơi, hai cái tay dài, hai cái chân cũng dài này. Eo ơi, nó trốn ở trong cái quả bưởi này này. Con vịt nó mổ liên tục các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa này? Wow, ui, nó vẫn đang mổ tiếp. Đấy rồi, mình lấy được ra rồi. Ôi, hình như là con quỷ đầu này. Mình thấy có hai con loa. Ôi, kinh quá. Vì đây, chạy ra đây, nhanh lên, nhanh lên. Ui, nó còn ra đây mổ con đấy kìa. Ui, kinh chưa? Ui, con quỷ đầu loa nó biến thành to khổng lồ rồi kìa. Ui, ra đây, vì đây. Ui, kinh quá các bạn ơi. Sao nó lại nằm kinh chưa kìa? Eo ơi, chắc là mình ném mạnh quá nên là nó nằm đấy các bạn ạ. Eo ơi. Ui, nó thành rồi kìa. Eo ơi, nó to chưa kìa các bạn ơi. Kinh chưa? Cao lắm. Eo ơi, sợ quá, vì đây chạy đi nhanh lên. Ui, không xong rồi. Con quỷ đầu loa nó vẫn đang đuổi theo chúng mình kìa. Vì đây, chúng mình lại chạy đi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi, chạy nhanh lên vịt ơi. Thôi không sao rồi, con vịt đang chạy tự nhiên nó dừng lại. Thôi con quỷ đầu loa nó ăn mất nó rồi các bạn ơi. Ôi con mèo, nó vẫn đậu ở trên này này. Mà nó kêu nhiều lắm cơ. Nó cao này à, mình phải lấy thang mình cứu nó xuống thôi. Ê mèo ơi, mình mang thang đến rồi. Ngồi im nhá, không được dãy đâu. Dãy là rơi xuống là đau lắm đấy. Đây, để mình trèo lên mình bắt cho nhá. Wow, nào, trèo lùi lên đây một tí nào. Nhanh nhanh. Ui, cái thang của mình sao nó rung thế nhở? Sao nó rung thế? Ôi, có một con gì đây? Nó đang đạp đạp vào cái thang của mình này. Ui, đổ mắt, đổ thang các bạn ơi. Ui, đau thế. Ui, đau quá, hình như mình bị gãy chân rồi. Ôi, thôi, con quỷ đâu ra kia. Nó lấy mất con mèo của mình rồi. Ui, mình chỉ đuổi theo nó thôi. Cảm ơn chú mèo lên lên. Wow, nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Ồ, cái con quỷ đầu loa này nó lại đuổi theo hẳn một con cá mà nó lại đang chở con cua kìa. Ôi, bạn Kem lại còn chặn đầu nữa kìa. Mình phải chạy ra thôi, không là nó ăn mất cả bạn Kem đấy. Rõ ràng vừa xem con quỷ đầu loa nó ăn công việc của mình nó ra nữa này, nên mình chẳng thấy nó đâu cả. Ôi, làm sao bây giờ? Bạn đằng trước có con gì kia? Ui, con cá, nó lại còn trả ra một con gì kia. Ui, các bạn ơi, có con quỷ đầu loa đang ở đằng sau, nó đang đuổi theo con cá thôi. Ui, sợ quá. Wow, Kem ơi, chạy đi nhanh lên, Kem ơi. Wow, may quá, mình thấy bạn Kem đây rồi. Kem ơi, bạn có làm sao không? Ôi, bạn ông ơi, đây này. Tớ vừa lấy, tớ thấy cái xe cá này nó chả cua. Mà cua này ngã hết ra đây rồi này. Ừ nhờ. Cá cũng ngã, mà cái xe cũng vậy này. Wow, đây này các bạn ơi, nhiều con cua lắm. Ôi, đây rồi. Bắt được rồi, của những con cá này á. Mình phải cho lên xe, thùng xe đây này. Nhiều con cá này nó có chở được không nhờ? Được chứ bạn. Để bạn cho nước vào đi. Đây, mình sẽ tưới nước vào đây nhá. Wow, đấy, đầy thùng rồi kìa. Ôi, bây giờ mình bắt rồi nhá. Wow. Ôi, con gì đấy? Ôi, con cá cà các bạn ơi. Này, ui, cho vào thùng xe đi. Ôi, nhảy ra. Ôi, này. Nó nhảy ra rồi. Chỗ này mình thấy có con màu xanh này. Wow, cá màu xanh đẹp chưa này. Ui, trời đẹp quá này. Ui, nó bay hay chưa? Tiếp theo. Một chú cá cờ này. Nhiều nhờ. Wow, thùng xe sắp đầy rồi đấy các bạn ơi. Nhiều cá nhá. Còn mình phải bắt đấy, đây. Con này dài chưa? Ôi, con cá gì đấy? Để mình xem nào. Ui, con cá mập. Cá mập con này các bạn ơi. Mình wow, cho vào đấy đi. Ui, vừa này, đấy. Ui, chú cá ơi, trả đi nhanh lên nào. Ui, bạn ông ơi, con cá nó đang đùn đi rồi kìa. Ui, nó đang đi rồi kìa. Ui, xe đi nhanh lắm các bạn ạ. Ui, nó đi từ đây rồi kìa. Những con cá nằm ở trong ngoan chưa? Wow, đây này các bạn này. Kem ơi, mình thấy nó không đuổi được con cá chở con cua. Mà bây giờ nó lại đang đuổi theo một con gì ấy. Mà đằng sau con vịt nó chở hẳn một cái thùng gì kìa. Ôi, thôi, bạn ông ơi, tôi thấy nó đuổi nhanh lắm bạn ạ. Thế nào mà con vịt lại mất một cái thùng rồi kìa. Để mình ra mình bắt con vịt vào nhá. Ui, thế nào mà nó lại đuổi theo rồi này. Không được đâu, chạy đi bạn ơi. Thôi, con vịt đầu ra nó đã ăn con vịt rồi. Hình như con này nó thích ăn vịt đi. Không ổn rồi, mình thấy cái thùng xe nó đang lao về đằng kia kìa. Ui, này, nó nào vào tường rồi. Thôi, không biết có làm sao không. Không có người lái mà cái thùng xe nó đi băng băng ấy. Này, eo ơi, thùng xe này màu đỏ này các bạn ơi.
có cả bánh này. Wow. Mà cái thùng này mình thấy nó kín này, không biết có con gì trong không? Ừ nhờ. Hay là mình mở ra xem nào. Nào. Uầy. Cái gì đấy? Một đàn mèo. Nhiều ôi. Mèo chưa này bạn ơi. Wow. Nào để tôi lấy ra nhá, từng con một. Một chú mèo Hello Kitty. Này các bạn này, hai chú này. Uầy, chú này cũng màu hồng này. Sao con này to thế nhở? Ồ, đây là con mèo mẹ bạn ơi. Uầy, gia đình nhà mèo. Ba mẹ con nhà mèo này các bạn này. Chém ơi, bạn có nghe tiếng gì không? Tớ cũng nghe thấy, như kiểu tiếng chém ở đâu ấy nhở. Đúng rồi đấy, mình tìm ở đây xem nào. Ui, ruộng rậm rạp như này làm sao mà thấy được. Có cái gì đằng đấy nhảy càng tiếng to hơn đấy. Đây này, có cái gì xanh xanh này. Wow, đây này các bạn ơi. Wow, ôi. Nó rơi xuống cái ruộng muống này nhà mình này. Wow. Một thanh kiếm này. Đây là thanh kiếm phát sáng này. Có cả sừng luôn nhá. Ui nhá. Nó có sừng đấy. Tớ thấy con quỷ đầu la nó đang đứng ở kia để săn các con vật kia. Mình phải mang kiếm ra tiêu diệt nó thôi. Nhanh lên. Nhanh lên bà Kem ơi. Con quỷ đầu la kia, hãy xem sức mạnh của cái kiếm phát sáng đây. Tớ chém kiểu gì đấy? Hay là tớ không biết dùng? Sao nó lại to lên thế nhở? Ôi mình thấy nó cao bằng cái cột điện ấy kìa. Bây giờ để tớ tiến gần hơn nhá. Tớ chém mạnh hơn này. Ui, nó đẹp tớ bạn ơi. Mình nghĩ cái kiếm này không hiệu quả đâu Kem ơi. Bây giờ mình phải tìm cái gì thôi. Ui, đằng kia mình lại thấy có con gì kìa. Nó đang bắt cá. Nó ăn rất nhiều cá luôn. À, tớ biết rồi, đấy là con rùa khổng lồ đấy. Nó có cái mai rất cứng. Có khi con này tiêu diệt được quỷ đầu la đấy. Mình ra nhà nó đi. Ôi, con này nó ăn rất nhiều cá luôn bạn Kem ạ. Nhưng mà bạn đừng ra. Con quỷ đầu la nó lại tới kìa. Hay chưa, quỷ đầu la tới rồi. Có khi nào rùa nó tiêu diệt đấy bạn ơi. Ôi, nó ăn mất cả con rùa rồi này. Ôi, quỷ đầu la mạnh lắm bạn ơi. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Ôi, đợi mình với. Ui, các bạn Kem phải chạy nhanh thế. Ui, dừng sao đấy, sao đấy. Ủa, có con gì này, như kiểu con thủy quái ấy. Ôi, đây này còn đi cả xe ô tô này. Ôi, đây là con thủy quái. Rồi bạn ơi, nó ở nước của lên. Mà nó có cái súng này. Con này chắc mạnh đấy. Hay mình nhà ôi, nó đi. Ôi, Kem ơi, hình như cái xe quái thú này nó đang đi săn con quỷ đầu la sao ấy. Đúng rồi đấy bạn ơi. Đây này, nó đang đuổi theo rồi, may chưa. Ui, con quỷ đầu la nó đuổi. Mà đây có cái gì này. Ui, như kiểu là trứng ngại vật ý. Mình phải trèo qua thôi. Ui, nhanh lên bạn ơi. Ui, cái gì mà có hẳn một hai bờ tường này. Ui, tớ thấy con không phải là con quỷ đầu la nó đuổi mình đâu, mà là xe quái thú cái kia, nó đang đuổi nó cũng chạy cái kia bạn ơi. Mình cứ tưởng nó đuổi mình. Đúng rồi đấy Kem ơi, mình thấy nó đang trốn ở hai cái bờ tường cái này. Ui nhá, mà con xe của con thủy quái nó đang đến rồi. Wow, xe nó đâm một cái mà bức tường sập rồi. Ui, bây giờ mình sẽ đi theo nó để tìm nhá. Nó đâm này có khi nó tìm thấy đây. Wow, ui, ở đây có rất nhiều những cái cốc mèo Hello Kitty này các bạn ơi. Wow, nhiều chưa? Doraemon, Nobita, Cheyenne này, nhiều chưa? Wow, ở đây rất là nhiều này. Mình sẽ xếp cái chồng Doraemon này nhá. Bạn xếp hết màu xanh đi. Này này thì nó mới nhanh bạn ơi. Rồi, còn mình sẽ xếp màu hồng. Đây các bạn ơi, màu hồng đây này, nhiều chưa? Đấy, đây là cái hàng cốc màu hồng đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, chúng mình đã xếp xong hai chồng cốc, một chồng màu xanh, một chồng màu hồng rồi. Chỉ còn duy nhất hai cái này thôi. Mà chưa thấy con quỷ đầu la đâu cả. Ui, xe quái nó đâm vào này. Ui, đây rồi, đây rồi. Ui, đây này, xe quái thú đâm vào được rồi này bạn ơi. Ui, con quỷ đầu la đây rồi. Dừng, con xe này dừng đi. À, nó dừng rồi này bạn ơi. Wow, đây, quỷ đầu la trốn à. Trong hai cái cốc này các bạn ạ. Kinh chưa, những cái răng của nó ở trong hai cái loa này. Eo ơi, chân tay dài lắm các bạn ơi. Wow, mình thấy con bò đây rồi Kem ơi. Đâu hả bạn? Đây. Wow, ui, chú bò này có cái xe kéo dài chưa? Mà chú chả hai con gì đấy? Con mèo đây này. Ờ, con mèo của bạn nè. Cái này chú vịt đây này. Wow, đây rồi. Đấy, con vịt nó chạy đi rồi này. Ơi, hay là muốn lên chỗ xe con bò ấy? Để mình cho nó lên nhá. Cho nó lên để nó kéo đi. Ôi, con mèo với con vịt lên trên xe, có vẻ nó nặng hơn rất nhiều ý. Con bò nó đang kéo rất chậm các bạn ạ.